tình yêu của các chiến sĩ tại lữ đoàn công binh 28 thuộc quân chủng phòng không không quân qua phần chơi tình yêu chiến sĩ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen cụ thể hơn với từng cặp đôi. Đầu tiên là cặp đôi đang đứng phía bên này cạnh tôi ạ. Tôi Đào Nam Anh, chiến sĩ tiểu đoàn 31, lữ đoàn công binh 28, quân chủng phòng không không quân, và bạn gái tôi Nguyễn Thị Kim Chi. Đến với phần chơi ngày hôm nay, tôi hy vọng các đồng chí sẽ cổ vũ cho chúng tôi ạ. Và bây giờ sẽ là cặp đôi còn lại, xin mời các bạn hãy giới thiệu bản thân mình. Tôi Hoàng Thị Dũng, hiện đang công tác tại phòng cần lữ đoàn 28 quân chủng phòng không không quân, và bạn gái của tôi là Ngô Khánh Huyền. Chúng tôi có cùng sở thích, thích du lịch và ca hát. Rất mong các đồng chí và các bạn cổ vũ cho chúng tôi ạ. Các bạn đã quen nhau bao lâu rồi? Quen nhau được 8 tháng rồi ạ. 8 tháng ạ? Quen nhau trong hoàn cảnh nào ạ? Bạn tôi vào đơn vị của tôi để giao lưu văn nghệ. À, lúc đó là Huyền đến là giao lưu và bạn ấy có hát không? Lúc đó em hát bài Rung Động. Cái cảm nhận của Huyền khi mà lần đầu tiên được đến giao lưu với một đơn vị quân đội, bạn thấy thế nào? Dạ, em thấy rất là vui ạ, bởi vì là các chiến sĩ rất nhiệt tình ạ, vui tính và hòa đồng ạ. À, khi mà mới quen Nam Anh thì cái ấn tượng đầu tiên của bạn về anh chàng chiến sĩ này là gì? Cao to ạ, đẹp trai ạ. Còn gì nữa không ạ? À, biết chơi cầu thủy tinh ạ. À, đấy là một cái tài lẻ mà nó sẽ rất là dễ gây ấn tượng cho các bạn gái đúng không ạ? Vâng ạ. Và bây giờ sẽ là những phần thể hiện tài năng của họ. Rồi, xin mời Tiến Dũng cùng với Khánh Huyền. Sau đây tôi và bạn gái tôi sẽ gửi tới các đồng chí và các bạn một ca khúc của nhạc sĩ Mạnh Quân. Ca khúc được mang tên Cơn Mưa Tình Yêu. Người yêu ơi, cỏ mềm đã héo khô, mặt hồ lá xác xơ, những con đường vắng sương mờ. Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Trời cơn mưa, ngoài trời đêm gió nhớ tới anh, hãy chờ em anh nhé, và hãy cho nhau dán lại nụ hôn như bất ngờ, ngọt ngào như vô tình, yêu anh ngàn lần hơn nữa. Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ, đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng em. Để trái tim ngủ quên, để nỗi đau trên biển từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm. Thổn thức ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau, chọn đời mình bên nhau đi nhé anh tình yêu. Vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi, sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời. Hạt mưa mơn man giây phút này, anh sao đưa ta về bên nhau. Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em ngẩn ngơ, đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng em. Để trái tim ngủ quên, để nỗi đau trên biển từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm. Một thức ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời. Một bài hát là rất là quen thuộc khi mà các cặp đôi muốn thể hiện tình cảm với nhau, của Tiến Dũng và Khánh Huyền. Bây giờ thì cặp đôi tiếp theo đang rất nóng lòng để thể hiện tình cảm của họ thông qua một tiết mục chung ạ. Xin mời các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến tiết mục Cầu Thủy Tinh và bạn gái tôi sẽ múa trên nền nhạc. Và bây giờ thì một tràng pháo tay dành cho phần biểu diễn Cầu Thủy Tinh của Nam Anh và bạn gái của mình.
Thanh của chúng tôi đã thay một chiếc áo khác để đảm bảo cho việc biểu diễn cầu thủy tinh được thuận lợi và đẹp mắt nhất, thì bạn ấy đã mặc một chiếc áo rất là gần gũi và quen thuộc với các chiến sĩ. Bây giờ các bạn chiến sĩ đang là những khán giả sẽ là những người có quyền lực quyết định xem cặp đôi nào sẽ chiến thắng trong thử thách tình yêu chiến sĩ ngày hôm nay. Các bạn mỗi người sẽ có một lần giơ tay để bình chọn cho tiết mục mình thích nhất và sẽ chỉ có một lần đấy thôi. Bây giờ chúng tôi sẽ hỏi ý kiến các khán giả. Đầu tiên sẽ là tiết mục hát Cơn mưa tình yêu. Thế còn tiết mục múa cầu thủy tinh thì sao? Đông hơn rất là nhiều đúng không ạ? Xin chúc mừng cho cặp đôi của Nam Anh ạ. Bây giờ sẽ là những món quà gửi tặng cho cặp đôi giành chiến thắng ngày hôm nay. Phần quà đến từ nhà tài trợ công ty cổ phần Cáp Treo Bà Nà dành cho cặp đôi chiến thắng trong phần tình yêu. Chúc mừng Nam Anh và Kim Chi ạ. Và không thể thiếu được là một chiếc đồng hồ có in logo chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ, xin dành tặng cho hai bạn. Và chương trình cũng có những phần quà kỷ niệm để dành cho chiến sĩ Tiến Dũng và bạn gái Khánh Huyền. Cảm ơn hai bạn đã đến tham dự chương trình.